dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 61 qua địa bàn tỉnh Kiên Giang được khởi công từ tháng 8 năm 2014 và hoàn thành thông xe vào cuối năm 2015. Đoạn đường dài 14 km, tổng mức đầu tư cải tạo nâng cấp mở rộng khoảng 471 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ. Đây là một trong những con đường huyết mạch trọng yếu của Kiên Giang, kết nối với hệ thống giao thông đồng bằng sông Cửu Long và các trục đường quan trọng trong vùng, phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng đưa vào sử dụng, đoạn đường hiện đã hư hỏng xuống cấp, gây bức xúc trong dư luận. Mặt đường nhiều ổ gà, ứ đọng nước mưa trở thành cái bẫy khiến không ít người điều khiển xe máy bị nước bắn bẩn và ngã khi ô tô chạy qua. Ngày 11 tháng 7, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã ký hợp đồng với nhà sản xuất thiết bị mô phỏng buồng lái của Canada, CAE, để cung cấp dịch vụ đào tạo huấn luyện bay cho phi công. Theo đó, CAE sẽ cung cấp và lắp đặt 3 sim huấn luyện mới gồm một sim Airbus A320, một sim Airbus A350 và một sim Boeing 787. Ngoài ra, cũng hỗ trợ Vietnam Airlines trong việc huấn luyện giáo viên, nhân viên kỹ thuật trong việc vận hành khai thác thiết bị, chuyển giao công nghệ, cung cấp chuyên gia hỗ trợ bảo dưỡng, vận hành khai thác thiết bị. Việc đầu tư lắp đặt thiết bị mô phỏng buồng lái tàu bay của Việt Nam, đặc biệt là những tàu bay thế hệ mới như Airbus A350 và Boeing 787 sẽ giúp cho Việt Nam Airlines làm chủ công nghệ, chủ động trong công tác huấn luyện, không bị lệ thuộc vào đối tác, giảm thời gian và chi phí đưa phi công ra nước ngoài đào tạo. Liên doanh công ty cổ phần Tasco, công ty cổ phần VETC, nhà đầu tư và vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng ETC cho biết, trạm thu phí Tasco Quảng Bình đã triển khai dịch vụ thu phí tự động đường bộ ETC trên quốc lộ 1 với hai làn thu phí không dừng ETC. Đây là trạm thu phí không dừng đầu tiên trên cả nước được vận hành thương mại. Dịch vụ thu phí tự động đường bộ ETC đã được triển khai ở trạm Tasco Quảng Bình, trạm Toàn Mỹ quốc lộ 14, Đắk Nông và tiến tới là trạm Tư Nghĩa Quảng Ngãi. Mục tiêu trong năm 2016 sẽ triển khai dịch vụ thu phí không dừng tại 28 trạm trên quốc lộ 1 và quốc lộ 14. Theo lộ trình mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra, đến cuối năm 2018, các trạm thu phí trên toàn quốc phải có làn thu phí không dừng và hết năm 2020 sẽ bỏ thanh chắn tại các trạm thu phí. Theo Trung tâm Quản lý Đường hầm sông Sài Gòn, chủ đầu tư dự án xây dựng mở rộng cầu Nguyễn Tri Phương, quận 5, quận 8, nhằm tạo thuận lợi cho xe lưu thông từ quận 5 sang quận 8. Theo đó, cầu hiện hữu rộng 13m sẽ xây dựng thêm hai nhánh cầu ở hai bên, mỗi nhánh cầu rộng 6,25m. Tuy nhiên, trong giai đoạn trước mắt sẽ xây trước một nhánh cầu vì không vướng đền bù giải tỏa để mở rộng mặt cầu lên 19,25m. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 260 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong quý 4 năm 2016 và hoàn thành trong quý 2 năm 2018.